Ba phẩm cúng dường bảo tháp. Bấy giờ Thế Tôn biết những thiên thần ở cõi dục, cõi sắc và các bí sô ni vân vân, bốn chúng vân tập cung kính tín thọ cùng làm minh chứng, liền quay lại trời Đế Thích bảo: Này Kiều Thi Ca, các thiện nam thiện nữ vân vân nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý và tùy thuận giảng thuyết cho người khác một cách rộng rãi, thì nên biết tất cả ác ma, người chẳng phải người đều không thể làm hại những người này được, tất cả tai nạn đều không đưa đến, thân tâm an vui, không bệnh, sống lâu. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, các thiên tử nào đã phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chưa lắng nghe thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, thì nên đi đến chỗ thiện nam tử, thiện nữ vân vân này, trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tư duy đúng lý, ý nghĩa sâu xa cho được rốt ráo, rồi tuần tự nói cho người khác. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, các thiện nam thiện nữ vân vân nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, thì ở nơi nhà trống, ở chỗ đồng vắng hoặc ở nơi đường hiểm và những chỗ nguy nan, các thiện nam tử thiện nữ vân vân này vẫn không hoảng hốt run sợ, giờn tóc ngáy,